Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh vào chiều ngày 31 tháng 10 năm 2020 đã khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngã đổ. Theo ghi nhận, trên đường Võ Văn Kiệt từ quận 1, quận 5, quận 6, quận Bình Tân đến huyện Bình Chánh, các cây xanh trồng dọc hai bên tuyến đường này bị gió quật ngã đổ nằm la liệt trên làn ô tô và ngã đổ xuống kênh. Nhiều giải phân cách thép bị cây ngã đè siêu vẹo. Riêng tại địa bàn quận 6, đoạn đường khoảng 200m từ cầu Rạch Cây đến cầu Lò Gốm có đến hàng chục cây me tây đường kính đủ kích cỡ ngã đổ ra đường chắn hết lối ô tô. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Chính quyền sở tại huy động nhiều lực lượng phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường cắt tỉa cây, khắc phục sự cố. Ngoài ra, trên đoạn đường này, trong khu dân cư gần khu vực cầu Lò Gốm quận 6, một cây gòn có tuổi đời cả trăm năm, cao hơn 20m cũng bị gió quật làm bật gốc. Tán cây gòn đè lên một số nhà dân gây hư hỏng. Ngoài ra, tán cây này còn đè lên đường dây điện phía dưới gây chập điện. Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng lực lượng chức năng đã phải cho ngắt điện toàn bộ khu vực này.